Bạn có biết khi bị nổi phát ban dị ứng, đau nhức tay chân thì ăn món xương heo hầm khoai sọ rất giúp ích không? Khoai sọ là thực phẩm quen thuộc có mặt trong bữa ăn của nhiều gia đình. Không chỉ mang lại cảm giác ngon miệng mà đây còn là loại giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Hãy cùng Nông sản Dũng Hà tìm hiểu thêm về loại khoai này nhé! Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách, chúc quý khách có một ngày thật an vui! Khoai sọ là khoai gì? Khoai sọ có tên khoa học là Calocasia esculenta, thuộc họ giấy, thân được chia làm hai phần, thân chính, rễ, phình to thành củ, gồm một củ cái và nhiều củ con mọc xung quanh. Củ cái thường nhỏ, có nhiều củ con và có nhiều tinh bột. Phía trên là thân giả phát triển thành các bẹ lá, xếp lại với nhau. Khoai sọ phù hợp trồng ở các loại đất thịt nhẹ, đất cát farm dầu mùn, thoát nước tốt. Đặc biệt, chúng được trồng chủ yếu ở vùng đồng bằng và trung du miền núi phía Bắc Việt Nam. Loại khoai sọ này được dùng để luộc ăn chín, nấu canh, hầm, nhưng lại không phù hợp để chế biến các món ăn công nghiệp. Lợi ích của khoai sọ đối với sức khỏe. 1. Tốt cho tim mạch. 2. Cải thiện hệ tiêu hóa. 3. Tăng lưu thông máu. 4. Chống lão hóa da. 5. Giảm béo. 6. Tăng miễn dịch, ngăn ngừa ung thư. 7. Hỗ trợ điều trị bệnh viêm thận. Hàm lượng vitamin và phyto chứa trong khoai sọ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh viêm thận. 8. Ngăn ngừa suy nhược. Khoai sọ là loại thực phẩm chứa nhiều glaxit, cung cấp năng lượng cho hệ thần kinh hoạt động. Những món ăn bổ dưỡng từ khoai sọ. Dựa vào những lợi ích của khoai sọ mang lại, bạn có thể sử dụng loại củ này để nấu thành những món ăn ngon, tốt cho sức khỏe như xương heo hầm khoai sọ. Xương heo hầm khoai sọ là một trong những món ăn quen thuộc, dễ chế biến nhưng lại rất bổ dưỡng. Khi bị nổi phát ban dị ứng, đau nhức tay chân thì bạn nên nấu món này. Cách thực hiện như sau. Ban đầu chuẩn bị khoảng 60g khoai sọ, 100g xương heo. Sơ chế, khoai sọ gọt bỏ vỏ ngoài và rửa sạch, xương heo rửa sạch, chặt thành từng đoạn ngắn. Sau đó cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đổ nước ngập mặt xương và nêm thêm gia vị, đun nhỏ lửa trong vòng 2 giờ. Cuối cùng bỏ thêm hành lá, rau mùi rồi múc ra tô để thưởng thức. Cháo khoai sọ, nếu đang mệt mỏi, đuối sức và có dấu hiệu suy nhược cơ thể, thì món cháo khoai sọ sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Nguyên liệu rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị 200g khoai sọ, 50g củ mài và 50g gạo tẻ. Sau khi đã sơ chế xong, bạn có thể bỏ tất cả vào nồi và nấu cho đến khi các nguyên liệu mềm như. Giá khoai sọ. Giá khoai sọ hôm nay bao nhiêu 1kg? Khoai sọ có giá bao nhiêu? Có lẽ là câu hỏi nhiều người thắc mắc. Hiện nay, có nhiều cửa hàng bán khoai sọ giá rẻ nhưng chưa được kiểm định về chất lượng. Việc sử dụng sản phẩm kém chất lượng sẽ gặp nhiều rủi ro về sức khỏe. Hiện nay, Nông sản Dũng Hà là địa chỉ cung cấp khoai sọ chất lượng trên thị trường. Tại đây, khoai sọ có giá dao động từ 38.000 đồng trên 1kg. Thực phẩm sạch Dũng Hà chúng tôi chuyên cung cấp khoai sọ chất lượng với giá thành hợp lý. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua trực tiếp hoặc liên hệ hotline 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé!